Xin chào các bạn, đây là chiếc Galaxy A04s Một chiếc máy mà bên nhà Samsung quảng cáo rằng là nó sẽ có thời pin rất là tốt dành cho người dùng Với viên pin là 5000mAh Mình không phải là một người nghiền chơi game Và mình thì làm việc văn phòng, làm việc trong studio mà Vậy thì với những cái công việc hàng ngày của mình á Thì chiếc Galaxy A04s với viên pin 5000mAh nó có thể trụ được bao lâu có giống như là bên nhà Samsung quảng cáo hay không thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ làm một cái clip test pin cho chiếc Galaxy A04s dành tặng anh em nha à, thì với chiếc Galaxy A04s này thì mình đã sạc đầy 100% pin và bây giờ đã là 17 giờ 30 phút chiều ngày 29 tháng 9 2022 các bạn ạ bây giờ thì mình sẽ mang chiếc Galaxy A04s này đi đón vợ mình cái giờ thì mình sẽ phát wifi và đi đón vợ mình ha và mỗi lần mà mình đi đón vợ thì mình sẽ sử dụng chiếc điện thoại chính của mình để phát wifi dùng cho trên ô tô cũng như là vợ mình có thể là sử dụng chung wifi cũng được và sau khoảng tầm 2 tiếng mình phát wifi á thì cái chiếc Galaxy A04s nó sẽ bị tụt mất khoảng tầm là đâu đó 10 phần trăm pin các bạn ạ các bạn cần hiểu rằng là phát wifi á nó tốn pin khủng khiếp luôn và cái phần này thì nó sẽ không hiển thị trực tiếp trong cái phần nốt là on screen đâu nhưng mà các bạn cứ hiểu rằng là phát wifi anh em nào mà phát thường xuyên thì sẽ biết là nó đốt pin như thế nào rồi đúng không à, và mỗi lần mà mình về nhà vào buổi tối thì dạo này vợ mình có bầu đâm ra là mình sẽ nấu ăn rồi ăn uống xong thì thông thường như hàng ngày thôi mình sẽ dành một chút để có thể là lướt Facebook nè rồi là xem YouTube nghỉ ngơi vào buổi tối nhưng mà hôm nay thì vợ mình lại muốn mình phải đi mua trái cây à, thôi bây giờ thì mình sẽ dẫn anh em đi mua trái cây ha à, trái cây thì cũng ở dưới sảnh thôi cũng không có gì khó khăn cả trong cái quá trình đi thì mình cũng sẽ lướt để đốt thêm cái pin của chiếc Galaxy A04s đấy đây là phần chiến lợi phẩm của mình ba quả không biết ở miền Nam thì gọi là quả gì còn ở miền Bắc thì sẽ gọi là quả na các bạn ạ à, thôi bây giờ thì mời các bạn cùng vợ chồng mình ăn na nhá ăn na xong thì cũng đã đến giờ đi ngủ rồi đâm ra là thôi tạm biệt anh em à, mình đi ngủ đây ơi anh em như vậy thì mình cũng đã thức dậy rồi và bây giờ là khoảng tầm 7 giờ sáng các bạn ạ và chiếc Galaxy A04s của mình á thì nó sẽ còn khoảng tầm là 74% pin đấy các bạn có thể thấy mình quay ở đây nha và vẫn như thường lệ sau khi thức dậy đánh răng rửa mặt thì mình lại tiếp tục phát wifi để sử dụng ở trên ô tô mình đưa vợ mình đi làm rồi sau đó mình sẽ quay về và vẫn tiếp tục hành trình đó đó khoảng tầm là 2 tiếng đồng hồ trên đường phát wifi và khi mà về đến văn phòng thì tất nhiên hôm nay thì bọn mình cũng không có lịch quay lắm và mình sẽ xử lý những cái công việc trực tiếp ở trên pc và cái thời gian thực ra nói với các bạn là dân văn phòng mà thì thường xuyên sử dụng pc đâm ra là cái thời gian on screen nó cũng không có nhiều lắm đâu à, và bây giờ thì đến giờ trưa rồi mình cũng sẽ vừa lướt vừa ăn uống cũng như là xem một chút phim nữa ha và cho tới buổi buổi chiều buổi chiều hôm nay thì được cái là vợ mình sẽ không mất mình phải đi đón mà mình sẽ tiếp tục làm việc vừa làm việc, vừa xem phim, vừa nhắn tin, nghe điện thoại của đối tác trực tiếp ở trên chiếc Galaxy A04s. Và bây giờ thì chiếc Galaxy A04s của mình sau khoảng tầm là hơn 24 tiếng các bạn ạ, thì nó sẽ còn khoảng 24% pin nha. Mình sẽ vào trong phần cài đặt để cho các bạn xem này. Đây mình sẽ vào trong phần là pin này, rồi là sau đó mình sẽ nhấn vào đây sao mức sạc cuối cùng các bạn thấy rằng là thời gian on screen á, thì nó đã được khoảng tầm là 4 tiếng 20 phút à, khi mà nhìn vào đây á thì chắc chắn là rất là nhiều anh em chửi rồi ở pin nữa thì trâu đúng không nhưng các bạn sai lầm ở một chỗ rằng là mình đã sử dụng 4 tiếng liên tục phát wifi bằng chiếc Galaxy A04s bởi vì hàng ngày thì thông đường ngày nào cũng vậy thôi đáng lẽ ra là nếu mà chiều nay mình đi á mình đi đón vợ á, là phải tầm là 6 tiếng 6 tiếng mình phát wifi bằng chiếc Galaxy A04s á thì tất nhiên là nếu mà 6 tiếng thì nó sẽ không còn 24% pin đâu nhưng mà các bạn hãy cứ hình dung đi 6 tiếng mà phát wifi nó sẽ đốt pin nhanh khủng khiếp như thế nào đúng không à, mình mới chỉ có 4 tiếng thôi nói một chút về cái trải nghiệm giải trí cơ bản thì mình là một người yêu thích xem phim ở trên điện thoại và đối với những tựa phim mà mình xem ở trên YouTube ấy, hay là Daily Mission thì nó vẫn hoàn toàn có thể là đáp ứng được kể về cả mặt hình ảnh cũng như là về mặt âm thanh và đối với những bạn học sinh sinh viên nào mà các bạn cảm thấy hứng thú với thương hiệu Samsung thì Galaxy A04s nó vẫn hoàn toàn có thể là đáp ứng được cái nhu cầu giải trí cơ bản của các bạn và đặc biệt là pin của nó thì phải gọi là sử dụng rất là tốt đấy nói chung là với chiếc máy này thì đối với cá nhân mình pin của nó hoàn toàn đủ để đáp ứng cái nhu cầu của mình trong vòng một ngày kể cả mình phát wifi 4 tiếng liên tục đi chăng nữa à, còn không biết là anh em đang sử dụng chiếc Galaxy A01s các bạn thấy như thế nào thì đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video ngày hôm nay Và các bạn muốn bọn mình làm những video khác về chiếc Galaxy A01s hay không thì có thể là comment ở phía dưới của video ngày hôm nay nha Còn bây giờ thì bye